Xuất sự World Cup nữ 2023 là quả ngọt cuối sự nghiệp của hậu vệ 32 tuổi Trần Thị Thúy Nga. Trần Thị Thúy Nga không phải cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình dự World Cup nữ 2023 của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, không có đồng đội nào lên đội tuyển quốc gia lần đầu ở độ tuổi, xế chiều của sự nghiệp giống như hậu vệ này. Đối với cầu thủ nữ 30 tuổi vẫn chưa được lên đội tuyển quốc gia, việc bám trụ với nghề cũng là cả một nỗ lực to lớn. Nền móng đào tạo cầu thủ nữ của Thái Nguyên được xây dựng từ những năm 2002 thì 4 năm sau, một cô bé có tên Trần Thị Thúy Nga bắt đầu tập luyện. Nhưng ngược dòng thời gian về những ngày xưa cũ, Thúy Nga có lẽ cũng không nghĩ rằng mình sẽ dành cả thanh xuân cho một đội bóng khó khăn đủ bề như Thái Nguyên. Cho đến trước năm 2021, không có nhiều câu chuyện để nói về đội bóng xứ trẻ. Huấn luyện viên trưởng đoàn Việt Triều hay bông đùa, đội tôi có gì đâu mà nói, cứ còn được dẫn dắt các em, các cháu đi thi đấu giải vô địch quốc gia là mừng rồi. Thái Nguyên đơn giản là một đội bóng rất nghèo. Trong suốt một thời gian dài, Thúy Nga với tư cách là đội trưởng cũng chỉ có hợp đồng đào tạo trẻ. Các cầu thủ không có lương, chỉ có tiền ăn, tiền công tập luyện và một số phụ cấp nếu có nhà tài trợ. Mức thu nhập của Thúy Nga và đa phần các đồng đội trẻ rơi vào khoảng 1,3 triệu đồng. Mãi đến khi được trao băng đội trưởng, tổng thu nhập của cầu thủ sinh năm 1991 mới lên được hơn 4 triệu đồng một tháng. Dù vậy, Trần Thị Thúy Nga vẫn còn được xem là chấm em may mắn bởi gia đình cô ở gần nơi tập luyện. Do đó, Thúy Nga quyết định về nhà và không ăn uống cùng toàn đội, số tiền ăn được trả trực tiếp cho cầu thủ. Không chỉ câu lạc bộ Thái Nguyên mà nhiều đội bóng khác như Sơn La, thậm chí là Hà Nội 1 cũng cố gắng chắt chiu từng khoản tiền ăn để cầu thủ có thêm thu nhập. Bởi vậy, chuyện cầu thủ Thái Nguyên xin nghỉ bóng đá đi làm công nhân chẳng phải chuyện hiếm. Vào khu công nghiệp, lương thấp lắm cũng 7, 8 triệu đồng, họ sẽ dễ sống hơn nhiều. Nhưng tấm băng đội trưởng khiến Thúy Nga vẫn bám trụ. Đó là cái nghiệp, cái đam mê và trách nhiệm của một đàn chị. Mùa giải 2019, xung quanh Thúy Nga là các đồng đội sinh năm 2006 lúc cô bắt đầu đi đá bóng. Nhiều cầu thủ trẻ gọi Thúy Nga là mẹ, những người bạn, người em của cô chỉ trở lại thi đấu khi mùa giải cận kề, thời gian còn lại, họ đi làm mưu sinh. Trần Thị Thúy Nga từng tin rằng rồi sự nghiệp của cô sẽ kết thúc một cách lặng thầm như một cầu thủ nữ bình thường không thuộc diện, ăn cơm tuyền. Câu lạc bộ Thái Nguyên vẫn cứ ở phía cuối bảng xếp hạng, cái tên Thúy Nga chỉ được số ít người biết đến. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt xảy ra khi đội bóng này nhận được nguồn tài chính cực lớn từ nhà tài trợ mới. Câu lạc bộ Thái Nguyên TNT bỗng chốc trở thành một trong những đội bóng có tiềm lực mạnh nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Mức thu nhập được cải thiện đáng kể cho các cầu thủ. Có người nhận hơn 10 triệu đồng một tháng, con số mà có nằm mơ họ cũng không nghĩ tới. Khi nỗi lo, cơm áo gạo tiền, vơi đi, đôi chân của các cầu thủ Thái Nguyên thanh thoát đến lạ thường. Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên, câu lạc bộ Sơn La và ông Đoàn Việt Triều, câu lạc bộ Thái Nguyên là đôi bạn thân thiết ở giải nữ vô địch quốc gia. Đây là hai đội bóng từng vào diện đặc biệt khó khăn. Ông Chuyên mừng cho người bạn của mình đổi đời và nói đùa, còn mỗi em nghèo bền vững, anh Triều giờ đã khác rồi. Thúy Nga từng có một khoảnh khắc đặc biệt. Sau một giải đấu, cô bật khóc khi nhận được món quà tri ân rất lớn sau 15 năm cống hiến cho câu lạc bộ Thái Nguyên. Về mặt vật chất, món quà không quá lớn, nhưng đó là sự ghi nhận mà không dễ dàng gì để một cầu thủ nữ có thể nhận được. Còn ở góc độ tinh thần, từng tràng vỗ tay, những lời động viên của các em, các cháu khiến Thúy Nga bật khóc ngay trên bàn tiệc. Đó vẫn chưa phải niềm vui cuối cùng trong sự nghiệp của Thúy Nga ở tuổi 32. Cô càng đá càng hay, đích thực là bông hoa nở muộn. Phong độ thuyết phục của Thúy Nga giúp Thái Nguyên TNT giành vị trí thứ tư ở cả giải nữ vô địch quốc gia lẫn cúp quốc gia. Cùng thời điểm này, hai trung vệ của đội tuyển nữ Việt Nam là Lương Thị Thu Thương và Trương Thị Kiều gặp chấn thương nặng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội cho Trần Thị Thúy Nga ở SEA Games 32 khi cô đã 32 tuổi. Thúy Nga được đá chính và giành tấm huy chương vàng để đời. Bất chấp việc gặp chấn thương, khả năng thích nghi, sự bền bỉ của trung vệ này giúp cô thuyết phục huấn luyện viên Mai Đức Chung điền tên mình vào danh sách dự World Cup nữ 2023. Ở tuổi xế chiều của sự nghiệp, mọi thứ đến thật muộn nhưng thật đẹp và hạnh phúc với Trần Thị Thúy Nga. Cô là tượng đài của bóng đá Thái Nguyên trên mọi phương diện từ thành tích, ý chí cho đến những hy sinh thầm lặng. Những gì vinh quang nhất mà một cầu nữ Việt Nam chạm tới, Thúy Nga có được khi cô đã nghĩ về một cuộc sống không bóng đá.